Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ. Thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ. Chứ không bây giờ mổ mà đi mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem nó làm sao. Con chào bác Huyền ạ. Như con được biết thì bác đã dùng cái sản phẩm tam thất của bên con rồi. Trong quá trình dùng ấy, bác được biết là tam thất này nó có những cái tác dụng như nào nhỉ? Nói chung tam thất thì nó nhiều tác dụng lắm, tác dụng về để bổ máu này, rồi những người suy nhược cơ thể để hầm ăn cho béo béo này, rồi chữa u này, rồi chữa ngăn ngừa ung thư này, rồi nói tóm lại là với đại tràng này, nói chung là tam thất thì nó có rất là nhiều tác dụng đó. Không biết là bác dùng tam thất vào mục đích để điều trị bệnh hay là phòng bệnh bác nhỉ? Bác dùng tam thất thì trước kia là bác bị u xơ của tử cung, thì bác đi khám thì người ta nói u xơ đã to rồi, nhưng mà sau đó là bác bị mổ, nhưng mà có người người ta bảo bác là cứ uống tam thất đi thì thôi. Thế là bác về bác mua tam thất bác uống, thì từ cái đợt bác dùng tam thất thì bác uống cứ uống ngày hai lần, hai lần sáng với tối, thì bác cứ uống bằng bột, lúc thì uống bột pha với nước, lúc thì bác uống bằng củ tam thất ngâm với mật ong, thì bác uống cả hai loại đấy. Thì bác dùng một thời gian thì u sơ tự nhiên là nó đi khám thì nó bớt dần đi, nó teo dần, thì sau đó bác cứ dùng tiếp đến bây giờ thì bác đi khám lại thì nó không còn nữa. Thời gian sử dụng trong bao lâu thì nó đã khối u nó teo đi, nó nhỏ đi, nó hết rồi? Nói chung là thời gian đầu bác dùng thì bác cứ dùng hàng nửa năm, hàng năm thì bắt đầu bác đi khám lại. Khám lại thì có hiện tượng là nó cũng, bác sĩ người ta bảo là cũng nhỏ dần đi so với lúc đầu bác khám. Sau đó bác lại dùng tiếp thì 1-2 năm sau thì bây giờ bác đi khám thì nó không còn nữa. Thế là cũng mình dùng nó mất là 1-2 năm là cũng khối u. Có nghĩa là phải dùng liên tục. Dùng liên tục. Thế là khối u của bác u sơ cũng bác hết. Không còn nữa. Thế là đã hết. Thế rất là tốt. Uống ngày 2 lần vào sáng với tối thì cứ pha cái nước uống. Dạ. Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ. Thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ. Chứ không bây giờ mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem nó làm sao. Thế là dùng thế là mình thấy hiệu quả đúng không? Dùng thì bác thấy có hiệu nghiệm tốt. Vâng. Giả sử có ai đó muốn dùng ấy, thì bác có sẵn sàng giới thiệu giúp bọn con không? Có, nếu như bây giờ mà ai mà bảo về u với các thứ thì bác cũng khuyên là nên dùng, bác thấy là nó có tác dụng đấy. Thế. Thì bản thân bác là bác thấy có tác dụng. Vâng. Thì bây giờ bác cũng khuyên, ví dụ như bà nhà bác bây giờ đấy, đại tràng thì bác cũng bảo bà là dùng tam thất này hầm các thứ để ăn. Thì nó cũng tốt với những người ốm mà mổ xẻ sau thì dùng tấm thất này thì là để hầm gà hoặc là ăn thì nó tốt. Con chào cô Hiền ạ. Thì trong cái thời gian con được biết là cô đã sử dụng cái sản phẩm tam thất bên con rồi, thì cô trải nghiệm, trước tiên là trải nghiệm và đánh giá sao về cái chất lượng sản phẩm bên con ạ? Chất lượng thì thấy uống thấy cũng tốt đấy. Lâu rồi uống ở chỗ khác thì lần này chuyển sang bên này thì thấy tốt hơn. Thường cô dùng tam thất này để vào mục đích gì ấy? Chữa dạ dày, rồi chữa u sơ tử cung, rồi u lang, thấy nó bé đi. Thế cô đã từng đi tái khám lại là thấy u này? Rồi, đợt trước là bị cái u sơ nhỏ nhỏ này, đợt vừa rồi đi khám thì chỉ còn cái lang thôi, không còn gì. Không còn, gần như là không còn u lại hết. Vì là trước đây thì nhà bác là có mẹ bác ấy, đã dùng cái tam thất này. Tức là cũng bị một cái nang ở dưới sau, cứ queo chân này. Thế thì đã làm hồ sơ để mổ, nhưng mà sau khi mà cũng sợ quá, cũng đi mua tam thất uống một cân tam thất thì là coi như tan hết. Của cô thì là cô là vì nang vì gọi là tuyến giáp, u giả chảy máu tuyến giáp. Thank you.
Cháu năm nay 29 tuổi, đã có một em bé. Hiện tại thì cháu đang bị u xơ tử cung kích thước 12mm. Bác sĩ nói kích thước này thì chưa cần phải phẫu thuật. Vậy bác sĩ cho cháu hỏi là u xơ tử cung kích thước bao nhiêu thì phải mổ ạ? 12mm thì đúng là nhân xơ nhỏ. Nhưng mà chỉ có điều bác sĩ ta bảo chưa cần phẫu thuật, có nghĩa là nó ở cái vị trí không ảnh hưởng đến chờ đẻ thai nghén. Chứ nếu làm lồi trong buồng tử cung thì các nó phải mổ nội soi để bóc đi, chứ nó gây xảy ra ấy. Thế cho nên bác sĩ người ta nói như thế thì chị phải tin. Hỏi ông là vị trí khối u của tôi ở chỗ nào, nhân xơ này ở đâu, đáy tử cung hay thành trước hay thành sau hay thành bên đấy. Bởi vì cái vị trí cái nhân xơ ấy nó ảnh hưởng đến cái chuyện là giữ được thai hay không được thai, hay là gây xảy ra, nhất là nó ở sừng tử cung bên phải đó, thì nó là kích thích nơi phát động các cơn co tử cung. Thế cho nên là không phải thuận lợi đâu. Do đó mà nếu chị phải tin được các bác sĩ đó, thế thôi. Còn chị hỏi tôi thì tôi chưa biết, tôi chưa xem cụ thể, tôi chưa khám với chị. Nhưng mà tôi chỉ tin rằng bác sĩ người ta đã nói là không phải mổ, thì hãy theo dõi. Nhưng mà nếu chưa có con thì nên dùng thuốc. Vì 12 mà tuổi chị còn trẻ mà lại chưa có con, nó to lên nhanh lắm. Bởi vì nếu kinh nguyệt chị vẫn đẹp, thấy chưa? 12 là phải chữa đi, dùng các phương khác thôi. 6 viên, 8 viên, 9 viên một ngày, chia làm 3 lần hoặc 2 lần, mỗi lần 3 viên, uống 3 tháng liền thì có khi hết nhân sao. Tốt hơn là không mổ mà lại không chữa gì. Ở đây thì bạn có hỏi là bác sĩ có thể tư vấn thêm là u xơ tử cung kích thước thông thường kích thước bao nhiêu thì phải mổ ạ? Kích thước hay như thế nào thì tùy theo vị trí của nó, với chức năng sinh sản, với rối loạn kinh nguyệt, với ảnh hưởng sức khỏe, cho nên không cứ là kích thước. Đấy, như tôi vừa nói rồi, tôi vẫn không hiểu. Nếu nằm dưới nội mạc tử cung là 1,2 cũng vậy, nó không xảy hết, dòng kinh trong hết đấy. Thấy chưa? Hay nằm ở sừng thì cũng có cái tắc vòi, vô sinh. Cho nên cái đó nó phụ thuộc vị trí của mình, chứ không phải là kích thước bao nhiêu. Còn kích thước đã to thì con nặng bụng, người ta nhầm rồi con kia nó chở hoang à, con có tức không? Thế cho nên u mà to đến thế thì phải mổ, bóc đi. Đấy, cái thứ hai là u của nó gây rong kinh, rong hết thì phải mổ. Bởi vì tự cái u này bóc đi thì nó hết rong kinh, và như thế mới có thai được. Cái thứ ba là nó gây xảy ra. Thế thì những cái khối u ảnh hưởng đến chức năng sinh lý sinh sản của người phụ nữ, đúng không? Sinh lý tức là kinh nguyệt, cuộc sống, sinh sản tức là sinh đẻ có con, thì phải mổ. Chứ không cứ là cái chất to bao nhiêu. Thế còn nó đã to đến cái mức không chịu nổi thì chẳng cần phải bảo gì nữa, cô phải đi đi ngoài mổ đi. Bụng tôi nó cứ bỏ tôi chửa, tôi điên lắm. Thấy chưa? Thế là đừng hỏi kích thước và vị trí của cái u sơ ấy ở đâu. Chứ còn cái to mà đã đến mức mà chị bảo chỉ khi nào to mới mổ thì to là bao nhiêu chị mổ? To như chở mới mổ thì đấy rất dại, đường mổ đã to là còn sẹo mổ rất lớn là tử cung, có khi vứt cả tử cung ấy là khác. Thấy không? Còn nói chung kích thước cứ trên 5 là rất dễ, đã có chỉ định mổ. Thế thôi. Trên 5 cm đường kính đấy. Dạ, bác sĩ cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ ạ.